chứ. Mà tôi nói anh nghe này, anh đi giờ này là giờ đại cát đấy. Tức là gặp rất nhiều may mắn nhá. Thì cái này thì ma nó mà lấy. Quái gì? Tôi nói cho anh biết, mùng 1 Tết tôi là tôi giết khách vào chứ không phải để cãi nhau với khách nhá. Tôi là người sinh ra ở Hà Nội, tôi là người Bắc thì phải gọi là mù mới.